rồi. Cho anh có biết cái động lực nào mà tiền đưa mất tôi đó không này sự quan tâm lãnh đạo của sự văn hóa hậu và công ty của Yến Thái Sơn tạo động lực cho hậu phố Hồ Chí bóng đá Việt Nam phát triển mạnh hơn, lớn hơn, chuyên nghiệp hơn. Muốn không thì văn hậu Việt Nam sẽ đáp lại những tình cảm lãnh đạo của Việt Nam. Cái điều lớn nhất là anh khi anh tham gia có bây giờ làm học nhất cái mong muốn của mình, mong muốn của mình được tham gia học môn tiên là được cho mọi người người hâm mộ trên tỉnh Việt Nam cùng tham gia cho dòng hậu phố viên để đồng đua cùng sát cánh với đội bóng Thái Sơn của Yến Thái Sơn Việt Nam mạnh hơn, lớn hơn và được quảng bá tất quảng để cho mọi miền trên nước biết về người thứ quảng. Trong cái hầu của mình thì không có điều gì để chia sẻ, trong đó là trong hầu của hiện nay trong hầu của hội viên là đăng ký thành viên trên diễn đàn của Nam FC có được 500 người đăng ký thành viên và 500 người đăng ký thành viên và động lực anh cứ nói còn 500 đăng ký thành viên. Bây giờ trên sân động Quảng Nam, thấy sân Nam đá thì hiện nay là có được 70 người được nhận áo của hội của hội viên và áo mũ càng những trang thiết bị của bộ Thái Sơn tại cờ đầy đủ những thiết bị cho mùa giải mới tốt và rất là tốt. Anh em hội của hội viên rất cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo. Thì em hỏi là cái anh nói ấy đấy mà vừa cái nỗ lực của các thành viên trong hội để mình thành lập ra một cái câu lạc bộ diễn đoàn như vậy thì có cái sự giúp đỡ nào vừa cấp cấp không? Ngày đầu tiên hầu cũng diễn đoàn của Nam FC là cầu cầu nối để cho những anh em trong tỉnh và trong tỉnh và người ngoài tỉnh để biết đến bóng đá Quảng Nam, cầu hãy vào trong Facebook Nam FC .com có những điều những bài báo mới trong ngày, có những thành viên tích cực viết bài về bóng đá phản ánh những cái thực tại và những cái điều cần biết và những điều chưa biết. Anh em đã có những động lực rất là phát triển. Còn ngày ban đầu về hậu thì là những thành viên đều chung tay, mỗi người chung tay một ít và để phát triển cho học diễn đàn nó mới mạnh hơn. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn.